Nào ta sang tiếp phần số 3 là ta sử dụng vòng lặp trong bullet. Vòng lặp trong bullet. Rồi ok. Sử dụng vòng lặp trong bullet. Như vậy ta sẽ có, bây giờ giả sử muốn sử dụng vòng lặp, ta đang làm cái phần kia đúng không? Phần if thì ok rồi. Bây giờ chúng ta đến cái phần sử dụng vòng lặp này. Bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện một khai báo một cái, hay làm cái khác đỡ dối nhé. Nào, quay sang cái phần vừa rồi ở đây, trong phần web PHP là đang chấm 2 đúng chưa, name này nha, ngày nha, và chúng ta ghi là drink nha, drink đi, khai báo một cái biến là drink, enter không biết có chạy không, nhưng mà được rồi, drink không? Đồ uống. Chúng ta sẽ sử dụng là một cái biến là drink. Đô la drink. Ok. Thế thì cái biến drink này chúng ta phải khai báo trước. Nhá. Bạn nhớ khai báo ở phần trước này. Thì là cái gì? Bạn khai báo trước phần return nhé. Drink sẽ nhận giá trị bằng ở đây. Yeah. Chúng ta sẽ có này. Cam. Yeah. Nước cam uống. Nước cam. Nước ổi. Nước xoài. Ok. Đấy. Thế thì cái drink này nó sẽ đẩy vào cái drink này đúng không? Như vậy là ta sẽ phải làm là sẽ ông Nguyễn Phan An kia kìa. Ngày thứ 7. Ngày nào thì ông uống cái gì, đúng không? Ngày nào thì ông uống cái gì? Đấy. Ngày nào thì ông uống cái gì? Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái phần này, ta sử dụng cái vòng lặp đúng không? Thì chúng ta sẽ lại quay trở về phần trang 2. Và ví dụ về sử dụng vòng lặp, copy cái này, ví dụ về sử dụng vòng lặp trong bullet, đúng không? Nào, ví dụ vòng lặp chúng ta sử dụng lặp như thế này, chúng ta sẽ có for x nhé, a cộng for x cái gì, for x cái drink nhé, đừng biết sai nhé, cái drink đấy, và trong cái mảng drink đấy chúng ta sẽ lấy ra từng thành phần là drink d đi nhé, d. Ok, thế thì khi bạn lấy ra d rồi, bạn lấy ra cái d ngụ ý là drink rồi đúng không, thì chúng ta sẽ gọi cái biến drink đấy ra, chúng ta sẽ sử dụng này đúng không, và chúng ta sẽ dùng cái đô la d ngụ ý là drink nhỉ, sau chúng ta lại thêm một cái thẻ br để dòng xuống dòng, và chúng ta sẽ có gì, n gì for x rồi, và n sẽ xử đúng không, nó lặp à.
đấy là cách chúng ta sử dụng vòng lặp. Đây là gọi là đấy, nước cam, nước ổi, nước xoài. Như vậy nó lít ra. Bởi vì thực tế là khi chúng ta trong phần web này chúng ta có một cái mảng nước cam, nước ổi, nước xoài thì nó có truyền cái mảng này vào cái view, đúng không? Với cái key này và value là cái này, value là drink. Và đương nhiên là khi bạn gọi cái bây giờ ok, thế khi bạn gọi bên này, bạn gọi phần trang 2 này là bạn gọi cái biến drink đấy, đúng không? Gọi biến drink và chúng ta ngụ ý nó là d, và bây giờ ta in ra cái d không thì kết quả nó sẽ hiển thị như các bạn vừa trông thấy, đúng không? Là như thế này, cái cam của nước xoài. Như vậy rõ ràng là ta có thể gì sử dụng vòng lặp này, ta có thể sử dụng if ở trong một cái trang blade nha, trang blade. Cách thức truy xuất dữ liệu này. Rồi ok, như vậy về cơ bản là để muốn chỉnh sửa ta sẽ chỉnh sửa phần gì? Round nha, phần blade nha. Và phần master, phần master thì chúng ta định nghĩa trước rồi, đây, chỉnh sửa hai chỗ đây thôi. Đúng như nhỉ? Và cụ thể là trên các cái phần thư mục thì các bạn là thấy rằng là nó nằm ở trong gì? Trong phần layout, đúng không? Và phần round. Layout phần round, đúng không? Ở đây chúng ta không có controller bởi vì chúng ta không không đẩy dữ liệu ra controller, đúng không? Trường hợp này chúng ta mới cần đến controller. Đúng không? Ta gọi đến hàng nào của controller thì mới ta cần, nhưng đây ta chỉ hiển thị cái view cho nên chúng ta sẽ không cần đẩy qua controller nhé. Rồi, ta dừng lại ở đây.